Hello em, chào mừng em quay trở lại với clip hôm nay của mình nha. Thì chủ đề hôm nay của mình là mình muốn làm một cái review về một cái sản phẩm liên quan đến camera đó anh em. Thì nó là một cái gọi là cái chân rết đây nè. Thì cái sản phẩm này mình mua bên chỗ linh kiện store ha anh em ha. Đây, mình sẽ mở ra cho anh em xem ha. Thì đây lại gọi là cái chân chân rết hay là chân nhện gì đó, có nhiều anh em thì gọi là chân chân rết chân nhện gì đó. Nói chung là một cái thiết bị dùng để mình gắn cái camera vô, mình quay đơn giản anh em ha. Thì cái loại này á thì nó sử dụng rất là đơn giản mà nó cũng linh động lắm anh em. Thì chiều dài của nó thì nó khoảng hơn 20 cm xíu, nhìn cũng nhỏ gọn, anh em có thể cầm một tay được, rất là chắc, rất là chắc chắn. Rồi thì nó có ba chân, thì anh em có thể là anh em để lên bàn quay, hoặc là anh em có thể móc nó vào cái cho nó cố định ở một cái vị trí nào đó, nó khó. Ví dụ như là anh em có thể gắn móc trên gương xe này để anh em quay các cái cảnh mà nó camera mình nó tĩnh, hoặc là anh em có thể móc nó lên cho nó bám vào trên bờ rào chẳng hạn, hoặc là một cái vị trí nào đó nó khó khăn mà những cái tripod của mình nó không không thực hiện được. Thì mình thấy cái này nó rất là tiện đối với những anh em mà làm blog hay là quay sản phẩm hay này kia. Nói chung là cũng khá là dễ xài và nó cũng dễ dàng để mang đi, và cảm giác nó cũng rất là chắc chắn và bền. Thì nó có một con ốc ở trên này nè, để mình gắn cái máy ảnh. Thì con ốc này là nó có ốc này là ốc đầu lớn anh em. Thì cái này á là dùng để anh em mà gắn những cái máy ảnh kỹ thuật số, là máy các cái máy cơ rồi đó. Thì con ốc này nó thì anh em dùng cái đầu ốc lớn này. Ở phía dưới đây nó có một cái chân ba ke, thì anh em có thể dùng cái tuốc nô vít để anh em siết chắc chắc cái máy ảnh của anh em lên trên cái này, cái con ốc này. Đó. Còn đối với anh em, những anh em mà dùng cái tripod này á, cho điện thoại á, thì mình có thể tháo con ốc lớn này ra, vì cái điện thoại của mình sử dụng cái kẹp á, anh em, cái kẹp á, kẹp điện thoại là cái này thì nó sử dụng là cái con ốc nhỏ, nên là nếu mà để ốc lớn thì anh em sẽ không có không 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 có bạn mua được nha anh em. Nên anh em tháo cái ốc lớn này ra, rồi anh em sẽ gắn cái kẹp điện thoại này vào đó. Rồi, như thế này. Thì khi mà gắn vào anh em giật con ốc ra, kéo con ốc lên trên đó, thì nó sẽ dễ dàng cho mình cái thao tác mình bật vào ha anh em ha. Đó. Rồi. Nếu anh em có cái ba ke anh em giữ cái ốc này lại thì nó bắt nó sẽ dễ hơn ha. Rồi, ok anh em ha. Thì như thế này. Rồi. Thì rồi. Và còn lại là anh em sẽ, nếu anh em xài điện thoại thì mình sẽ gắn cái điện thoại vào. Đây, mình dụ cái điện thoại ha. Mình để vào anh em ha. Là xong anh em ha. Combo này thì giúp cho anh em có thể là rất là nhanh gọn trong quá trình thao tác để mình bắt được những cái khoảnh khắc, hoặc là rất là dễ trong quá trình di chuyển mình lia máy các cái góc, rất là linh hoạt.
thì hả, họ đem những cái chanh này anh em mình có thể bẻ thoải mái nha. Đó, có thể bẻ như thế này. Đó, cho nó đứng cũng được. Cho nó đứng tại chỗ. À, hoặc là anh em có thể là cho nó bám víu vào bất cứ cái chỗ nào. Đó. À, hoặc là anh em có thể cầm như thế này. Mình quay. Rất là tiện lợi anh em ha. Đó. Thì khi nào mình không quay nó thì mình tháo ra mình cất vào cốp xe thôi. Tháo ra mình cất cốp xe. Thì rất là đơn giản. Đó. Mình làm thao tác rất là nhanh. Đó. Tháo ra. Rồi, cắt đi. Thì cái bộ này mình mua ở Linh kiện store với giá là 120k anh em. 120k. Mình đánh giá là sản phẩm rất là chắc chắn, giá cả rất là hợp lý, rất là rẻ, phù hợp với các anh em sử dụng tại nhà hoặc là đi qua quay các ở ngoài, rất là linh động. Rồi, nếu anh em thấy hay á, thì anh em hãy cho mình xin một đăng ký kênh anh em ha, và để lại comment để mình cùng chia sẻ với nhau nhiều cái sản phẩm thú vị hơn anh em ha. Rồi, clip của mình đến đây là hết. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Chào tạm biệt anh em nha.